tôi đã thử thật thà. Và hiện tại trên tay tôi đang là một chiếc máy đo đường huyết của hãng LifeScan, với cái model có tên là máy OneTouch Ultra Fluid Flex. Đây là một dòng máy cao cấp của hãng LifeScan. Và cái máy này thì sẽ đo bằng máu mao mạch ở trên đầu các ngón tay. Và với cái máy này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách làm sao mà chúng ta lấy máu không bị đau. Đó cũng là một cái kỹ thuật mà rất nhiều người chưa biết, và cũng rất nhiều người rất là sợ cái việc mà lấy máu ở trong khi mà chúng ta thử đường huyết tại nhà. Và đối với những người mà bị tiểu đường thai kỳ thì họ thử rất nhiều, một ngày có thể lên tới 6 que trên một ngày. Thì với cái lượng thử như vậy mà không biết cách lấy máu thì cũng rất là đau, và sẽ có cảm giác rất là sợ mỗi khi mà chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là thử đường huyết. Và với cái máy này thì mình sẽ mở ra và hướng dẫn cụ thể các bạn từ khi mà mình bóc hộp, chúng ta cài đặt ngày giờ và chúng ta thao tác chuẩn làm sao ấy để cho cái kết quả của chúng ta chính xác nhất mà chúng ta có thể tin tưởng để sử dụng hàng ngày tại nhà, cũng như kiểm soát được cái lượng đường đối với những người mà trong ví dụ như tăng đường huyết trong thai kỳ, hoặc là những người mà bị tiểu đường type 1, type 2, có thể biết được cái lượng đường của mình là bao nhiêu, và mình sẽ phải làm sao đó mà cái chế độ ăn cho chúng ta phù hợp để chúng ta có một cái lối sống sống chung với cái bệnh tiểu đường. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ mở máy ra nhé. Đây các bạn nhé, đây là một cái hộp máy này. Thì đi theo máy gồm có thứ nhất là các cái guideline về cái mức đường huyết. Đối với những người mà bình thường thì sẽ có cái mức đường huyết từ 4,4 cho tới dưới 7,2 là mức bình thường. Đối với những người bắt đầu từ 7,5 cho tới 9.4 đó là những người mà nguy cơ rất là cao. Còn về vạch đỏ thì đương nhiên rồi, đó là rất là cao và rất là nguy hiểm. Còn nếu như mà màu xanh bên phía bằng này thì lại là mình đang bị hạ đường huyết đó. Rồi còn đây là phiếu bảo hành, đây là phiếu bảo hành thì chúng ta cũng cần giữ lại để khi nào mà chẳng may máy có trục trặc thì chúng ta cần bảo hành. Và với các cái máy như thế này thì được bảo hành tới trọn đời. Tiếp theo đó là các cái cách chỉ dẫn lấy máu làm sao cho chuẩn, các cái guideline về hình ảnh. Và đây là một cuốn hướng dẫn sử dụng bằng rất nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, tiếng Anh đó, để cho chúng ta cần thì chúng ta sẽ đọc. Cái này nếu như mà sau khi mà chúng ta bỏ ra dùng thì chúng ta nên cất các cái tài liệu này lại ở trong vỏ hộp để khi nào cần thì chúng ta bật ra để chúng ta xem. Còn đây là máy. Đây. Nguyên một bộ thì gồm có máy này, bút lấy máu này và kim lấy máu. Cùng với ở đây nó sẽ là một hộp mà que test. Đối với hộp que test này thì mình cũng sẽ lưu ý với cả nhà nhé, là khi mà chúng ta mở cái hộp test ra để chúng ta lấy máu thì chúng ta mở hộp test ra xong cái chúng ta lấy một que xong rồi thì chúng ta sẽ phải đậy cái nắp này lại luôn, để tránh cái trường hợp là chúng ta mở và chúng ta để quên qua đêm, hoặc là chúng ta mở để một thời gian ở ngoài nhiệt độ môi trường thì nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là hỏng nguyên cả cái hộp que. Đó. Còn với cái hộp que mới đã mở ra thì mình có cái thời hạn sử dụng là 60 ngày. Đó. Thì sau khi mình mở nắp ra thì mình cũng sẽ sử dụng luôn trong vòng 2 tháng. Một hộp que test như vậy là có 25 que. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ thao tác luôn ở trên cái máy nhé. Đối với cái máy mà mới khi mà chúng ta vừa mới mở ra thì đầu tiên chúng ta
sẽ phải kiểm tra cái nắp pin. Ở đây cái đằng sau cái nắp pin này nó sẽ có một cái nút giật này. Cái này để chúng ta giật chúng ta thay pin nhé. Để nếu như mà chúng ta có thay pin thì chúng ta giật lên. Giật. Đó. Thì pin nó sẽ ra. Pin này chúng ta sử dụng là pin CR2032. Mua ở rất nhiều các cái cửa hàng dụng cụ điện nước thì người ta cũng đã bán rất là nhiều rồi. Hoặc cửa hàng đồng hồ. Và với lần đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm một cái que thử vào. Chúng ta cắm một que thử vào, sau đó thì chúng ta sẽ thao tác. Đây nhá. Chúng ta sẽ cắm cái que thử vào này. Đầu tiên thì nó sẽ là cài đặt về ngày giờ. Ví dụ bây giờ là 12 giờ. Rồi ok. 15 phút. Ok. Năm 2021 này tiến lên này thì thành 22, một lùi xuống thành 21. Nó mặc định là năm 2021 thì ok rồi này nhá. Đó. Mình sẽ nhấn nút ok. Sau đó sẽ chuyển sang là tháng 4, được chưa? Máy đang hiển thị là tháng 4 rồi thì hiện tại bây giờ đang là tháng 4 thì ok này. Ngày hôm nay là ngày 13 này. Rồi ok. Nếu như mà ngày hôm nay là ngày 14, ngày 12 thì chúng ta cần điều chỉnh. Còn như vậy thì chúng ta chỉ cần nhấn nút ok. Rồi, nó có hình giọt máu là chúng ta bắt đầu chúng ta thao tác được. Thì với cái máy này khi mà chúng ta thao tác để tránh cái trường hợp mà sai số thì với cái tay của chúng ta, với ngón tay của chúng ta thì chúng ta sẽ một là sát khuẩn bằng cồn. Nếu như mà chúng ta có sát khuẩn bằng cồn thì cũng phải đợi cái cồn khô đó nó khô hết đi đã. Hoặc là thứ hai thì chúng ta sử dụng nước sạch cũng đã là ok rồi. Chúng ta sử dụng nước sạch sau đó thì rửa bằng xà bông và rửa sạch đi, sau đó lau tay khô. Đối với tay của chúng ta phải khô, không có dính nước. Nếu như mà tay của chúng ta mà dính nước hoặc là dính cồn thì đều cho ra một kết quả nó không chính xác. Và với cái cách mà lấy máu không đau thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn nhé. Trước khi tiến hành lấy máu thì chúng ta phải sử dụng cái bút này. Cái bút này thì nó sẽ điều chỉnh được 7 cấp độ. Đây nhé, chúng ta sẽ điều chỉnh bằng 7 cấp độ. Đối với cấp độ 7 thì nó sẽ rất là sâu đấy. Đối với những người mà da cực kỳ dày thì mới dùng cấp số 7. Còn nếu như mà đối với những người mà dân văn phòng hoặc là phụ nữ mang thai hoặc là những người mà có cái độ da tay nó vừa phải thì mình thường khuyên sẽ để ở mức số 4. Đó, từ 3 cho tới 4. Thường thì mình để ở số 4 cho chắc ăn. Sau đó thì chúng ta sẽ mở xoáy cái nắp đầu bút, xoáy một góc 45 độ nhấc ra. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy kim, tra kim vào đây, ấn nó xuống. Sau đó thì mình sẽ xoáy. Được chưa? Sau đó thì lúc khi nãy chúng ta lấy ra như nào thì bây giờ chúng ta ấn lại như vậy. Rồi, ấn vào là được. Bình thường thì đối với những người mà sử dụng cho người khác dùng một lần thì xong, thì ví dụ bấm xong là vứt cái que này đi, vứt cái kim lấy máu đi. Còn đối với những người mà sử dụng lại lần 1, lần 2 gì đó thì hoặc là chúng ta đã bấm mà không may nó bấm đẩy mất cái cò đấy rồi thì chúng ta sẽ kéo lại để lên cò, được chưa? Khi chúng ta lên cò xong rồi, để mức định vị là số 4 xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vuốt đầu ngón tay. Chúng ta sẽ thường sử dụng ở cái ngón tay áp út hoặc là ngón tay giữa. Thì khi lấy thì chúng ta phải vuốt mạnh, vuốt nhiều, vuốt liên tục từ trong ra ngoài để làm sao cái tay của chúng ta nó đỏ lên thì sẽ được. Được chưa? Khi mà cái ngón tay chúng ta đỏ lên rồi, đây, chúng ta sẽ bấm lại, bấm lại như này và chúng ta dí cái đầu bút vào đây. Chúng ta lấy là ở bên phía cạnh nha các bạn nhé. Chúng ta lấy ở cạnh này thì nó sẽ không đau. Còn nếu với những người mà lấy mà để ở đây thì rất là đau, rất là buốt, rất là nhói. Mình sẽ để ở cạnh ngón tay. Đây nhé, cạnh ngón tay, bấm một cái. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, cái giọt máu nó ra bằng tương này là được rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cái que thử của chúng ta ngang với giọt máu. Nó sẽ tự hút lên và nó sẽ tự đọc. 5, 4, 3, 2, 1. Chỉ mất có mấy giây thôi, nó đã đọc ra được cái lượng đường huyết chính xác của chúng ta. Được chưa? 5,2. Và ở cái máy này rất là hay, nó đã mặc định sẵn rồi. Đối với những người mà mức đường huyết bình thường
thì nó sẽ nằm ở cái vạch ở giữa đấy, 5,2 mũi kim chỉ xuống đúng 5,2 là bình thường. Còn nếu như mà chuyển sang bên đây thì chúng ta đường huyết thấp, còn nếu như mà cái mũi tam giác ở đây nó chuyển sang đây thì chúng ta là đường huyết rất là cao. Cái này thì với cái vạch này thì gọi là vạch chỉ thị màu, và rất nhiều người cảm thấy happy với cái vạch chỉ thị màu này, thì nó giúp cho người đo biết được là mình có bị đường huyết cao hay là thấp hay là bình thường đó. Chứ còn đối với nhiều người mà họ có thể là mắt mũi mà kem nhem chẳng hạn ấy, nhìn không rõ thì sẽ gây nên cái tình trạng là không biết là đường cao hay thấp. Còn như ở đây thì thứ nhất là một là chỉ số rất là rõ ràng, ngày giờ đo, cái thứ hai là vạch chỉ thị màu, chúng ta có thể biết được là đang là cao hay là thấp đó. Với cái cách lấy máu như của mình hướng dẫn thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái, nó gần như là chả có một cái cảm giác là bị kim châm vào tay đâu đó. Chứ còn nếu như mà chúng ta mà lấy ở đây sẽ cảm thấy hơi nhói và hơi bút nhé. Rồi, ok, như vậy là với cái video này của mình thì mình cũng đã hướng dẫn một cách khá là chi tiết về cái máy đo đường huyết OneTouch Ultra Fluid Flex, cũng như cái cách mà chúng ta lấy máu để làm sao mà không bị đau. Sau khi chúng ta dùng xong thì chúng ta sẽ để lại như thế này: máy chúng ta để giữa, bút chúng ta để bên cạnh, và hộp test thì chúng ta sẽ cho vào đây. Đó, như vậy là một combo, một cái máy như này. Và khi nào mà chúng ta cần mang đi đâu thì chúng ta sẽ cho vào trong cái hộp nha, và chúng ta cầm đi thôi. Đó, nó rất là gọn nhẹ và rất là nhẹ nhàng để chúng ta có thể di chuyển cũng như kiểm soát cái lượng đường huyết của chúng ta hàng ngày đối với những người mà cần phải kiểm soát đường huyết. Và với cái video của mình thì tới đây cũng đã kết thúc, và các bạn có những câu hỏi thì liên quan tới cái máy đo đường huyết này thì cứ đặt ở dưới video, hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho mình sẽ hỗ trợ trả lời tất cả các thắc mắc của các bạn. Và cái video này của mình tới đây thì cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau.